Dưới 2 tỷ đồng mà nhà sổ đỏ chuẩn chỉnh có sân ngõ riêng thì có thể mua được ở đâu Hà Đông thưa quý vị? Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một ngôi nhà cả nhà và ngõ riêng, diện tích trên sổ là 52m và với cái ngôi nhà thì thiết kế 35m², xây 4 tầng, có sân riêng ở trước nhà, ngõ riêng như thế này mọi người ạ. Và ngôi nhà này thì thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Sổ đỏ chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn theo đúng như hiện trạng của ngôi nhà là có thể dọn đồ về và ở được ngay. Vị trí gần với Đại học Phenica, gần bến xe Yên Nghĩa, gần ngã tư Lê Trọng Tấn, xung quanh tiện ích ngập tràn, phù hợp cho quý vị nào đi làm ở Hà Đông, đi làm ở đường Lê Văn Lương kéo dài hoặc quý vị có thể đi làm ở địa phận Hoài Đức. Và với cái ngôi nhà này thì giá bán chưa đến 2 tỷ mọi người nhé. Sổ sách chuẩn chỉnh, bàn giao nhà được luôn. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Ngõ trước nhà ở đây, thực tế của ngôi nhà thì chỉ được 1m6 thôi. Cách với lại đường ô tô đi lại thì khoảng tầm 50m và gần với bãi gửi xe ô tô ngày đêm thoải mái, gần với chợ trường phường trạm. Với cái hướng nhà là hướng đông bắc, cửa chính thì thiết kế là lớp cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mặt tiền 4m cho nên là thiết kế được hai lớp cửa mọi người ạ. Đây. Và với cái ngôi nhà này thì đúng như hiện trạng quý vị, xách vali về và ở vì vừa mới hoàn thiện xong hết. Phần gạch lát nền, phần sơn, thiết bị vệ sinh, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong xuôi, chuẩn chỉnh dọn đồ về và ở được ngay. Phần tầng 1 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị phòng khách, phòng bếp, một phòng vệ sinh. Nhà có sao thì review thực tế như vậy. Quý vị nào cảm thấy phù hợp với cái công năng, phù hợp với giá tiền, phù hợp với đi lại thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với lại Nhà Tốt để em có thể đưa mọi người đi xem, tư vấn cho mọi người có thể tham khảo cũng như là chọn lựa được những căn nhà mà mình ưng ý nhất. Cách với vị trí ngôi nhà này 500m là ra tới chợ, trường mầm non, trường tiểu học, xung quanh nằm ở trong khu dân cư đông đúc. Và với cái vị trí ngôi nhà này thì nó cũng tương đối là gần với trục đường quốc lộ 6. Nếu như quý vị nào có đi làm ở Trương Mỹ hoặc quý vị đi làm theo trục đường quốc lộ 6 đi lên Nguyễn Trãi Thanh Xuân thì cũng khá là ok. Và đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà với không gian phòng bếp chủ nhà hoàn thiện chỉnh chu đầy đủ cho quý vị. Về phần tủ bếp, thiết kế toàn bộ là tủ gỗ MDF chống cong vênh. Đó, mặt bếp thì là ốp đá, ốp bếp và chậu rửa, vòi rửa, phụ kiện bếp đều được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Hồ sơ điện, hồ sơ nước. Đấy. Giá bán thì là đã bao gồm toàn bộ phí thuế sang tên. Đồng thời, cái giá bán mà Ngọc Ánh đưa ta tới tay khách hàng, nó là giá bán của chủ đầu tư cũng như là cái giá bán mà bao gồm cả nhà và đất nha mọi người, chứ không phải là cái báo giá đất không còn chưa có giá nhà mọi người ạ. Đây là một ngôi nhà 4 tầng và giá bán là sang tên như thế. Ngoài ra, phần tầng 1 thiết kế cho quý vị một phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 1, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, lavabo rửa tay và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Tay vịn cầu thang thiết kế từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite. Căn nhà này với tầm tiền giá rất là hợp lý, tầm tiền cực kỳ là vừa phải dành cho một hộ gia đình. Có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, nếu như để mà nói với ngôi nhà này thì quý vị có thể trả trước khoảng tầm 700 triệu tiền mặt. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 30 năm với những cái lãi suất cực kỳ là ưu đãi đến từ những ngân hàng cực kỳ là uy tín, có thương hiệu ở trên thị trường. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Và với ngôi nhà này thì đây là phần tầng 2. Tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị công năng một phòng ngủ siêu rộng, một phòng vệ sinh. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên ở trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Đây. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 đều được chủ nhà ốp lát trần thạch cao mọi người ạ. Đều thiết kế cho quý vị trần thạch cao. Hệ thống đèn LED, gạch lát nền kích thước gạch 60-60. Phòng ngủ thì cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài, thiết kế hai lớp cửa cho quý vị, đảm bảo tính an toàn. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa cũng đều được lắp đặt đầy đủ. Và phòng vệ sinh thì thiết kế ở phía bên trong phòng ngủ cho quý vị. Phòng vệ sinh này thì đây, thiết kế đầy đủ cho quý vị công năng sử dụng ở trong phòng vệ sinh, gồm có sen tắm, lavabo, bồn cầu, ống chờ cũng như là ổ điện để chờ bình nóng lạnh. Với cái căn nhà này, phần phòng vệ sinh là có cửa sổ mở ra vô cùng là hút gió mọi người nhé. Cũng như là thiết kế toàn bộ ốp gạch 30-60 lên chiếm tới 2/3 trần, rất là sạch sẽ. Cửa ở nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Còn đâu cửa phòng thì thiết kế toàn bộ là cửa gỗ. Đây.
Nhà quay và bán theo hiện trạng, có sao thì bán như thế thôi mọi người nhá. Nhà đến, nhà có như thế này thì bàn giao cũng như là bán cho quý vị là như vậy. Mời quý vị theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và trên phía tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế cho quý vị công năng sử dụng hai phòng ngủ trước sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên ở phía tầng 3. Như vậy lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là ngôi nhà này có 3 phòng ngủ rồi. Tầng 2 một phòng rộng, tầng 3 hai phòng. Phòng nào cũng có đầy đủ cửa sổ ánh sáng, cửa thông phòng, tất cả các phòng đều thiết kế là cửa gỗ. Đây là phần phòng ngủ. Phía bên trong tầng 3. Ô thoáng cửa sổ. Hệ thống trần thạch cao lắp đặt cho quý vị đầy đủ hết rồi. Đây là phần phòng vệ sinh. Ở phần tầng 2 thì phòng vệ sinh ở phía bên trong. Còn lên trên phía tầng 3 thì phòng vệ sinh lại để ở phía bên ngoài. Nói chung là tất cả các phòng vệ sinh đều được lắp đặt đầy đủ thiết bị vệ sinh sử dụng cho từng tầng. Quan trọng nhất đó là vị trí bất động sản, quan trọng tiếp theo đó là cái giá bán. Làm sao phù hợp với lại tầm tài chính của quý vị, với cái ngôi nhà thiết kế làm sao cho nó hài hòa mà mọi người cảm thấy phù hợp với công năng, phù hợp với lại cái cung đường đi lại, làm việc, con cái thì quý vị liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt. Bởi vì bên bất động sản Nhà Tốt quý căn còn rất là nhiều cho quý vị lựa chọn. Chỉ hơn 1 tỷ thôi cũng có một ngôi nhà 3 tầng sổ đỏ cho quý vị. Nhưng điều kiện của nó là vị trí của nó là vùng ven, nó không quá gần trung tâm nên là sẽ dành cho những quý khách hàng mà có cái tầm tiền đó cũng như là đi làm ở khu vực gần đó. Mời quý vị theo em lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và em đứng tại ở tầng 4 của ngôi nhà. Trên phía tầng 4 của ngôi nhà thì ở trên đây thiết kế một ô dính trời để lấy ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Trên phía tầng 4 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị như sau. Đây là khu vực để máy giặt. Đây mọi người ạ. Khu vực riêng để máy giặt, cửa sổ thoáng. Tiếp theo phần phòng thờ. Với phần phòng thờ riêng này cũng có cửa sổ này, có cửa đầy đủ thiết kế cho quý vị. Riêng ở trên phía tầng 4 ấy, thì chủ nhà không thiết kế trần thạch cao mà chỉ đổ trần thường như thế này cho quý vị nhé. Trên phía tầng 4 thì được lát gạch vân gỗ để làm phòng thờ. Và phần còn lại là phần sân phơi. Sân phơi của ngôi nhà tương đối là rộng, thoáng. Với ngôi nhà nằm trong khu dân cư đông đúc, giá bán hợp lý, sổ sách chuẩn chỉnh, pháp lý rõ ràng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể, vui lòng liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể đi xem nhà thực tế cũng như chọn lựa được cho gia đình mình được những ngôi nhà ưng ý nhất, giá bán hợp lý nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.